Người kinh đô thật sự ư? Nếu tôi có thể thiết lập quan hệ tốt với anh ấy, thì có lẽ vị đại gia giỏi nhất Giang Nam sẽ phải đổi chủ rồi. Tôi đi về phía sân khấu dưới ánh mắt tham lam của mọi người. Mục tiêu hôm nay đã đạt được, còn lại chỉ là xem sự thật thành thật của những người này thôi. Nhìn thấy ông chủ của mình ngồi lại bên cạnh mình, Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác. Cô biết Diệp Tiền có tiền, nếu không thì cũng không thể dễ dàng mua lại công ty của mình như vậy. Nhưng không ngờ cô vẫn đánh giá thấp Diệp Tiền, thực sự là nghèo đói đã hạn chế chế độ trí tưởng tượng của cô ấy. Khi tôi vừa ngồi xuống, Ngân Tuyết bước đi tự tin đến gần, bắt đầu tấn công tôi. Thiếu gia, chào anh, tôi là Nghiêm Tuyết của gia tộc Nghiêm, rất vui được gặp anh. Nói xong, cô vén tóc lên, ánh mắt vô cùng quyến rũ. Cô ấy còn ném cho tôi một ánh mắt quyến rũ. Vương Đằng đứng phía sau nhìn Nghiêm Tuyết, trong lòng tức tối. Anh nghĩ tại sao mình không phải là một người phụ nữ? Nghĩ đến đây, anh vội vàng nhìn sang bên cạnh Lý Khả Hân. Khả Hân, cô có muốn qua chào hỏi không? Lý Khả Hân không biết ý định của Vương Đằng, cô ấy do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi tới bên cạnh tôi. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói gì, Vương Đằng đã lên tiếng trước. Cậu thiếu gia, tôi tên là Vương Đằng. Vừa rồi thật sự xin lỗi đã làm phiền cậu, xin cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi. Cậu thật sự giống một người bạn của tôi quá. Tôi không thèm nhìn anh ta lấy một cái, mà lại quay sang nhìn Lý Khả Hân bên cạnh. Lý Khả Hân thấy vậy vội vàng nói, cậu thiếu gia, chào anh. Tôi là Lý Khả Hân của tập đoàn Lý, rất xin lỗi vì trước đó đã mang lại cho anh trải nghiệm không tốt. Nếu anh tiện thì tôi muốn mời anh ăn một bữa, được không? Coi như là bồi thường cho anh. Tôi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, không tiện. Lý Khả Hân sững sờ, lúc nãy Nghiêm Tuyết đến vẫn cười nói vui vẻ. Nếu là tôi thì đã từ chối rồi, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, đây chẳng phải là khiến tôi khó xử sao? Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh đang chờ xem kịch, Lý Khả Hân cảm thấy ngại ngùng đến mức chỉ muốn chui vào một kẽ đất. Cô lập tức nói, xin lỗi, tôi đã làm phiền. Nói xong, cô quay người định rời đi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Bố, có việc gì không? Ở đầu dây bên kia, Lý Phú ra lệnh, tối nay con về nhà một chuyến. Bố và mẹ có việc hỏi. Lý Khả Hân thắc mắc, có việc gì? Nói ở điện thoại đi. Con mấy hôm nay khá bận, có thể không về được. Con tối nay nhất định phải về, nếu không về thì sau này cũng đừng về nữa. Lý Phú trực tiếp cắt ngang lời cô, rồi lập tức tắt điện thoại. Thấy sắc mặt Lý Khả Hân không được tốt lắm, Vương Đằng vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Lý Khả Hân với vẻ mặt đầy áy náy nói, bố tôi gọi tôi. Tôi phải về nhà một chuyến tối nay, vì vậy không thể cùng anh ăn tối được. Vương Đằng tỏ ra rất rộng rãi, không sao, em cứ về trước rồi nói sau, sau này còn nhiều cơ hội. Cũng vào lúc này, điện thoại của tôi cũng vang lên. Nhìn vào số điện thoại, tôi nhíu mày, xin lỗi nói, xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài nhận một cuộc gọi. Nói xong, tôi đi đến một nơi rộng rãi. Lý Khả Hân đứng sau nhìn tôi, sắc mặt bỗng thay đổi, bố vừa gọi cho tôi xong. Điện thoại vừa kêu lên, chẳng lẽ nào tiếng chuông báo hiệu đêm đến, bây giờ bố đang gọi điện cho anh ấy. Cô đoán không sai, tôi nhận cuộc gọi, âm thanh vui vẻ của Lý Phú vang lên, đêm đến rồi. Gần đây con bận rộn với việc gì thế? Cũng lâu rồi con không đến thăm tôi và mẹ con phải không? Tối nay con ghé qua nhé, chúng ta cũng uống vài ly. Tôi ngại ngùng nói, con có thể không tiện. Thực ra con và Khả Hân đã ly hôn, con vẫn nên nói cho hai người biết chuyện này, không thì sau này có thể sẽ rắc rối hơn. Không ngờ Lý Phú lại không để tâm, ly hôn thì ly hôn thôi. Các con làm theo ý mình, chỉ cần con vẫn coi tôi là bố, tôi vẫn xem con là con rể của tôi. Thực ra chuyện này Lý Phú đã sớm biết, lý do tìm tôi và Lý Khả Hân đến đây chính là để giải quyết việc này. Trong lòng ông ấy thực sự đã xem tôi như con trai ruột. Nghe lời nói của Lý Phú, lại nhớ về những điều tốt đẹp mà họ đã dành cho mình. Tôi cảm động nói, bố à, đừng nói như vậy, thực ra trong lòng con, bố vẫn luôn là bố của con. Trái tim con người không thể lúc nào cũng lạnh lùng. Trong 3 năm kết hôn với Lý Khả Hân, tôi đã sớm làm ấm trái tim của Lý Khả Hân. Nhưng riêng Lý Khả Hân thì khác. Lý Phú vui vẻ nói trong tiếng nấc, tốt, 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 vậy cứ quyết định như vậy. Tôi sẽ bảo mẹ con nấu thêm vài món con thích, đều là món con thích ăn. Nói xong, ông tắt điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi bước ra khỏi buổi đấu giá. Trước bữa tối, tôi đã đến nhà Lý Phú đúng hẹn. Thấy tôi đến, Lý Phú chạy vội đến, ông ôm tôi chặt, cậu nhóc, cậu đã không đến thăm tôi bao lâu rồi, tôi nhớ cậu chết mất. Tôi vỗ vỗ vào lưng ông, ngại ngùng nói, xin lỗi bố, thời gian gần đây có chút chuyện nên bận rồi. Lý Phú tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, ông không để tôi tiếp tục nói, dẫn tôi vào phòng khách. Em gái của Lý Khả Hân, Lý Vạn, đúng lúc nghỉ học ở nhà. Cô ấy chạy đến và cười, anh rể, anh đến rồi. Đi nào, chúng ta chơi game. Nói xong, cô ấy muốn kéo tôi đi. Lý Phú nghiêm mặt nói, bố có việc tìm anh rể. Con tự đi chơi đi. Lý Vạn đành phải chu môi rời đi. Nhân lúc bố không chú ý, cô ấy còn nháy mắt với tôi mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Phú, bố, tìm con có chuyện gì không? Lý Phú thở dài, ông nói với vẻ áy náy, chúng tôi biết chuyện của con và Khả Hân. Đó là vấn đề của bố và mẹ con, không dạy dỗ Khả Hân tốt, để con phải chịu thiệt thòi. Bố đừng nói vậy mà, chuyện tình cảm vốn dĩ là tự nguyện, hơn nữa chuyện này vốn không liên quan đến hai người. Tôi có chút bất ngờ nói, cứ nghĩ rằng sau khi ly hôn với Lý Khả Hân, gia đình Lý sẽ cắt đứt liên lạc với mình, nhưng không ngờ, lúc này Lý Mộc Bạch Tiểu Phượng cũng đã đến. Sao lại không liên quan chứ? Là chúng tôi, gia đình Lý, đã làm con phải chịu thiệt thòi. Tôi cảm động trong lòng, cười nói, bố mẹ, hai người nói quá rồi, tất cả đều là điều do con tự nguyện, hai người không cần cảm thấy có lỗi với con. Lý Phú thận trọng hỏi, giả mộ, không giấu gì con. Thực ra hôm nay chúng tôi tìm con đến là muốn hỏi con và Khả Hân còn có khả năng gì không? Thực ra bố thấy như vậy là rất tốt. Lý Phú cũng thở dài, thôi thì thôi, đúng là nó không xứng với con. Ly hôn thì ly hôn đi, chỉ cần con còn muốn nhận chúng tôi là được. Tôi tiến lên ôm họ, bố nói vậy làm gì chứ? Hai người đối với con tốt như vậy, làm sao con không nhận hai người được? Hai người mãi mãi là bố mẹ của con. Đúng lúc này, Lý Khả Hân trở về, khi nhìn thấy tôi, cô ấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giả mộ.
anh đến nhà bố mẹ tôi làm gì? Lý Phú đang tức giận, nghe con gái nói vậy, liền trực tiếp đáp lại, sao cậu ấy không thể ở đây chứ? Đây cũng là nhà của giả mộ, là chúng tôi đã gọi cậu ấy đến. Lý Khả Hân có chút tức giận, bố mẹ, hai người gọi anh ấy đến mà không nói cho con biết trước một tiếng. Nếu biết, con đã không đến, làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng như vậy. Lý Phú tức giận, sao phải nói trước với con, đây là nhà của chúng tôi, chứ không phải nhà của con. Tôi đứng ở giữa rất khó chịu, tìm một cái cớ để vào phòng nói chuyện với Lý Mạn. Lý Mạn đang chơi game, thấy tôi bước vào liền bỏ điện thoại xuống, anh rể, đến đây chơi cùng em đi. Tôi hơi ngượng ngùng nói, Mạn Mạn, thật ra em không cần gọi anh là anh rể đâu. Anh và chị em đã ly hôn rồi. Lý Mạn thản nhiên nói, thì sao chứ? Em vẫn thích gọi anh như vậy, tôi chỉ còn biết cười bất lực, được rồi, nếu em thích thì cứ gọi vậy. À, lần trước em nói thích một chiếc vòng cổ phải không? Anh đã mua về cho em rồi, nói xong, tôi đưa hộp quà tinh xảo cho cô ấy. Lý Mạn nhìn tôi đầy phấn khích, anh rể, anh thật tốt quá. Em xin chị em lâu lắm rồi, mà chị ấy không mua cho em. Tôi cười nói, em thích là được rồi. Lý Mạn đeo vòng cổ lên và ngắm nghía trước gương thật lâu, cảm ơn anh rể, em thích món quà này lắm. Sau đó, cô ấy bỗng nói, em nhớ là chiếc vòng cổ này đắt lắm. Tiền đều ở chỗ chị em, sao anh có nhiều tiền vậy? Tôi chỉ còn cách giải thích, là số tiền 3 triệu mà chị em đưa khi ly hôn. Nghe vậy, Lý Mạn bĩu môi không hài lòng, chỉ 3 triệu thôi à, chị em keo kiệt quá rồi. Anh rể, em nghĩ anh nên kiện ly hôn với chị ấy đi, lỗi là do chị ấy mà. Tìm cách chia được ít nhất một nửa tài sản của chị ấy đi. Sau nào, em có thể giúp anh tìm một luật sư giỏi nhất. Nói xong, Lý Mạn định cầm điện thoại lên gọi, tôi vội giơ tay ngăn lại, cô bé này, đó là chị ruột của em đấy, em điên rồi à. Lý Mạn bĩu môi, chị ruột thì sao chứ, anh vẫn là anh rể của em mà, anh quá tốt bụng thôi, nếu là em sẽ không để họ dễ dàng đạt được mục đích vậy đâu. Tôi cười khổ và lắc đầu, thôi, đừng nói chuyện này nữa. Nghe em nói vậy là đủ rồi. Nghe xong, đôi mắt của Lý Mạn lóe lên, anh rể, anh tặng em món quà đắt tiền như vậy, để đáp lại em cũng muốn tặng anh một món quà. Tôi giả vờ ngạc nhiên, một cô sinh viên nghèo thì có gì để tặng anh nào? Anh biết rõ ba mẹ cho em bao nhiêu tiền tiêu vặt mà. Lý Mạn cười hí hửng rồi bất ngờ lao tới và hôn mạnh lên má tôi. Tôi giật mình vì hành động của cô ấy, không kịp ngăn lại, vội nói với chút bối rối, cô bé này, em điên rồi à? Anh là anh rể của em đấy. Lý Mạn không hài lòng, thì sao chứ? Dù sao anh cũng đã ly hôn với chị em rồi, em hôn anh một cái có gì quá đáng đâu? Tôi vừa cười vừa lắc đầu, sau này đừng đùa như thế nữa. Em còn nhỏ, nếu người ngoài biết được thì sao? Sau này em sẽ khó mà tìm bạn trai đấy. Lý Mạn chống hai tay lên hông, tự hào ưỡn ngực nhỏ của mình. Em không còn nhỏ nữa, sắp 18 rồi. Với lại, nếu không tìm được ai thì cũng chẳng sao. Cùng lắm thì sau này em sẽ lấy anh là được. Tôi nghe cô ấy nói mấy lời không đầu không đuôi thì lắc đầu liên tục. Cô bé này thật biết cách đùa quá đà. Tôi đã nói rồi, tôi là anh rể của em mà. Lý Mạn nghiêm túc lại, bĩu môi nói, anh có thể đừng cứ anh rể mãi không? Chính anh nói là anh với chị em đã ly hôn rồi, nghĩa là anh không còn là anh rể của em nữa. Cho nên, sau này chúng ta có thật sự kết hôn thì cũng chẳng có ai nói gì được. Nếu chị ấy không biết trân trọng anh, thì để em trân trọng anh nhé. Tôi nhíu mày, tức giận nói, Lý Mạn, nếu em còn nói lung tung, tôi sẽ không nhận em làm em gái nữa. Thấy tôi có vẻ thật sự tức giận, Lý Mạn đành cười gượng, được rồi, anh rể, em không nói nữa. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, anh sớm muộn gì cũng sẽ là của em. Nói rồi cô ấy còn giơ nắm tay nhỏ lên, tôi gãi đầu bất lực nhìn cô bé trước mặt. Ngoài phòng là vợ cũ, trong phòng là cảnh rối ren. Quả là một tình huống hỗn loạn, bên ngoài, Lý Khả Hân cũng không thoải mái gì. Lý Phú nhìn cô với vẻ mặt đầy giận dữ, con có phải bị kẹt đầu vào cửa rồi không? Người như dạ mạc tốt như vậy, sao con lại đòi ly hôn với cậu ấy? Lý Khả Hân cứng đầu đáp, con chưa bao giờ yêu anh ấy. Ngày xưa con chọn kết hôn với anh ấy là vì bất đắc dĩ thôi. Nghe vậy, Lý Phú tức giận tát mạnh vào mặt Lý Khả Hân. Lương tâm của con bị chó ăn mất rồi à? Dạ mạc vì con, vì gia đình này đã hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ con không thấy sao? Lý Khả Hân ôm mặt kinh ngạc nhìn cha mình, từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng đánh cô, không ngờ lần đầu tiên ông đánh cô lại là vì một người ngoài. Nghĩ đến đây, nước mắt cô không kìm được mà trào ra, con thấy rồi. Nhưng thì sao chứ, thích là thích, không thích là không thích, con không thể trái với lòng mình được. Hơn nữa, con đã đưa anh ấy 3 triệu tiền ly hôn rồi, anh ấy đâu có thiệt thòi. Nghe con gái nói vậy, Lý Phú tức giận đến mức muốn đánh thêm, 3 triệu. Chỉ là một phần nhỏ trong lợi nhuận một tháng của nhà họ Lý thôi. Con vì số tiền nhỏ nhoi đó mà vứt bỏ một chàng rể tốt như vậy. Con làm ta tức chết mất, con lập tức tái hôn với dạ mạc cho ta. Còn cái tên Bạch Nguyệt Quang, vớ vẩn của con hãy quên đi. Ta nói cho con biết, cho đến lúc chết, ta chỉ công nhận dạ mạc là con rể của ta. Người khác thì đừng hòng, Lý Khả Hân nghiến răng kiên quyết, con sẽ không bao giờ tái hôn với anh ấy. Dù có chết cũng không, dù có chết con cũng không quay lại. Lý Phú giận đến mức toàn thân run rẩy, được. Vậy con cứ đi chết đi, từ hôm nay, ta không phải là cha con nữa. Con muốn ở bên Vương Đằng đúng không? Trừ khi ta và mẹ con chết, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý. Sự phản đối mạnh mẽ của Lý Phú càng kích thích sự phản nghịch của Lý Khả Hân. Dù cha mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ ở bên anh ấy. Lý Phú ôm ngực, giận dữ hét lên, sao chúng ta lại sinh ra đứa con lăng nhăng như con? Con quên là trước đây chính cậu ta đã bỏ rơi con sao? Lý Khả Hân vội giải thích, anh ấy không bỏ rơi con. Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ riêng khi rời đi. Lý Phú chống tay vào ghế sofa, chỉ tay vào Lý Khả Hân nói, biến đi, lập tức cút khỏi nhà ta, ta xem như chưa từng sinh ra đứa con gái như con. Thấy vậy, Bạch Hiểu Phượng chạy đến, vỗ lưng Lý Phú liên tục, sợ rằng ông sẽ ngất đi vì tức giận. Đúng đấy, không phải mẹ đã nói rồi sao? Dạ mà có gì không tốt mà con nhất định phải ly hôn với nó? Lý Khả Hân lắc đầu, mẹ, con chưa bao giờ nghĩ anh ấy có điểm nào không tốt. Anh ấy rất tốt, cũng rất tài giỏi. Ngày trước anh ấy ở lại chăm sóc con rất cảm động. Nhưng con biết cảm giác đó không phải là tình yêu, điều này con rất rõ. Rõ cái gì mà rõ? Lý Phú không nhịn được mắng, con đúng là đồ ngốc. Ta nhìn thấu rồi, là con không xứng với Dạ Mạc.
Lý Khả Hân hít sâu một hơi, ba mẹ, nếu không còn gì nữa thì con xin phép đi trước. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, cô quay người bước đi, lúc này, tôi cũng từ trong phòng bước ra, cuộc trò chuyện của họ vừa rồi tôi đều nghe rõ mồn một. Tôi rất biết ơn ông bà Lý vì những gì họ đã làm cho mình, nhưng có những chuyện vốn không có kết quả, tôi đi đến bên cạnh Lý Phú, nói, ba, mẹ, nếu không có gì nữa, con cũng xin phép đi trước. Nghe vậy, Lý Phú vội vàng giữ tôi lại, giả mạc, đừng vội đi, ở lại uống vài ly với ba. Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, mặc dù đã ly hôn với Lý Khả Hân, nhưng hai ông bà đã đối xử rất tốt với tôi không muốn họ phải buồn thêm nữa. Sau vài ly rượu, Lý Phú mỉm cười nhìn tôi, dạ Mạc à, ba với mẹ con đã bàn bạc xong rồi. Đợi Mạn Mạn tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ sắp xếp cho hai đứa kết hôn. Lúc này, tôi ngơ ngác nhìn Lý Phú, ba đừng đùa nữa, Mạn Mạn còn nhỏ mà. Lý Phú cười, không nhỏ đâu, nó đã 18 tuổi, đến tuổi yêu đương rồi. Nếu không thì hai đứa cứ hẹn hò vài năm, đợi nó tốt nghiệp đại học rồi kết hôn. Giờ đây trong lòng Lý Phú, tôi là con rể nhất định phải có, còn là con rể của cô con gái nào thì ông cũng không bận tâm. Tôi bất lực lắc đầu, ba, đừng đùa nữa, như vậy người khác sẽ dị nghị đấy. Nói đùa kiểu này, nếu truyền ra ngoài mọi người chắc chắn sẽ bàn tán. Lý Phú thản nhiên đáp, ai nói gì thì cứ để họ nói, ba không quan tâm. Cuộc sống là của mình, đâu phải sống cho người khác xem. Ba, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của Mạn Mạn chứ. Quyết định gấp gáp như vậy, Lý Phú liền giơ tay cắt lời tôi, ba đã nói chuyện với Mạn Mạn rồi, nó không có ý kiến gì đâu. Chủ yếu là ở con, tôi thở dài, dạo này con chưa nghĩ đến chuyện này, để sau hắn tính. Lý Phú cũng hiểu không thể ép buộc tôi quá, ông cười nói, không sao, không cần vội, chúng ta có thể từ từ. Cho đến khi Lý Phú uống vui vẻ, tôi mới rời khỏi biệt thự. Với ông bố vợ nhiệt tình này, tôi thật sự không còn cách nào, nhưng cũng hiểu rõ ông làm vậy là vì lo lắng cho mình. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy ấm lòng. Đúng lúc đó, Lý Khả Hân xuất hiện trước mặt tôi. Thì ra, sau khi rời khỏi biệt thự, cô ấy vẫn chưa đi. Thay vì rời đi, cô ấy đã đứng ở cửa chờ tôi suốt. Tôi cau mày, liếc nhìn cô ấy, có việc gì sao? Lý Khả Hân nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, là thế này, bất kể ba mẹ tôi đã nói gì với anh, tôi cần anh đừng đồng ý, tất nhiên, tôi sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Anh nói đi, cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả anh hết. Tôi khẽ cười khinh bỉ, tổng giám đốc Lý rộng rãi thật đấy. Cô sợ tôi làm phiền cô đến vậy sao? Lý Khả Hân cau mày, giả mạc, anh không cần nói chuyện với tôi bằng giọng đó. Những gì cần bồi thường tôi đã cho anh hết rồi, tôi không nợ gì anh cả. Đừng bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng gia đình tôi, giữa tôi và anh mãi mãi không thể nào. Trong lòng tôi chỉ có Vương Đằng. Tôi cười gật đầu, phải, tổng giám đốc Lý nói đúng. Cô là ai, còn tôi là ai chứ? Lý Khả Hân cau mày, giả mạc, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Tóm lại, sau này hãy tránh xa gia đình tôi ra, cũng đừng ôm ấp những ý nghĩ viển vông. Làm người phải biết nhìn về phía trước, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi nhún vai, yên tâm đi, tổng giám đốc Lý. Tôi sẽ tránh xa cô, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi đây. Nhìn bóng lưng tôi rời đi, Lý Khả Hân muốn hỏi điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, thở dài một tiếng rồi quay về nhà. Lúc này, Vương Đằng đã trở sẵn ở nhà, thấy cô về liền hỏi, em đã nói chuyện với ba mẹ em thế nào rồi? Lý Khả Hân mệt mỏi ngồi xuống sofa, cũng chỉ vậy thôi. Họ muốn em và giả mạc tái hôn. Vương Đằng vội vàng đến xoa bóp vai cho Lý Khả Hân. Cô vô thức lùi lại một chút, bình thường người xoa bóp cho cô là giả mạc. Khi nhìn thấy Vương Đằng, trong đầu cô không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của giả mạc. Vương Đằng dò hỏi, Khả Hân, em không phải thực sự muốn tái hôn với kẻ vô dụng đó chứ? Làm gì có chuyện đó? Lý Khả Hân kiên quyết lắc đầu, người em yêu là anh. Làm sao em có thể tái hôn với anh ta được? Vương Đằng không biết cách massage, chẳng bao lâu đã khiến vai Lý Khả Hân thêm đau. Cô phải tay bảo anh đi nghỉ ngơi, còn cô thì trở về phòng. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Lý Khả Hân và Vương Đằng lái xe đến tập đoàn Phồn Hoa. Kể từ khi giả mạc công bố kế hoạch 300 tỷ, họ đã nhắm vào miếng bánh lớn này. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy hai người với vẻ ngạc nhiên. Khả Hân, sao cậu lại đến đây? Lý Khả Hân kéo cô ra một góc, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia Dạ có ở trong văn phòng không? Tô Tiểu Tiểu hiểu ngay mục đích của Lý Khả Hân, là bạn thân nên cô cũng muốn giúp đỡ, nhưng giờ thì cô hơi khó xử. Tổng giám đốc Dạ đúng là đang ở văn phòng, nhưng cậu đến muộn rồi. Hiện tại anh ấy đang tiếp khách quý bên trong. Nghe vậy, Lý Khả Hân lập tức lo lắng, hỏi ngay, ai đang ở trong đó? Tô Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, là chủ tịch của tập đoàn Bình Phân, một trong ba tập đoàn hàng đầu ở tỉnh Nam Giang. Nghe xong, Lý Khả Hân bắt đầu hoảng sợ. Cô biết rõ về tập đoàn Bình Phân, nếu đích thân chủ tịch của họ đến đây, vậy cô còn cơ hội gì nữa? Nghĩ đến đây, cô nhìn bạn thân với vẻ cầu cứu, Tiểu Tiểu, cậu có thể giúp mình lấy được một ít dự án không? Mình sẽ không để cậu làm không công đâu. Tô Tiểu Tiểu cười khổ, Khả Hân, cậu đánh giá mình cao quá rồi. Mình chỉ là trợ lý thôi, làm gì có quyền quyết định dự án chứ? Lý Khả Hân không từ bỏ, hỏi tiếp, thật sự là không còn cách nào sao? Tô Tiểu Tiểu mím môi, vẻ mặt bất lực, tổng giám đốc Dạ đang ở bên trong. Sao cậu không tự vào nói chuyện với anh ấy đi? Thấy vậy, Lý Khả Hân cũng không muốn làm khó tôi thêm nữa. Vương Đằng bước vào phòng chờ và ngồi đợi. Không lâu sau, chủ tịch của tập đoàn Bình Phân bước ra từ phòng họp, trên mặt còn vương nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy cảnh đó, lòng Lý Khả Hân trùng xuống, chẳng lẽ anh ta đã giành được khoản đầu tư từ giả mạc? Nhìn vẻ mặt phấn khởi của ông ấy, có vẻ như đã đạt được điều gì đó, nếu không thì đâu thể vui như vậy. Cô định tiến lên chào hỏi nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ cô. Quả thật, khoảng cách về địa vị không dễ gì bù đắp được. Tô Tiểu Tiểu bước vào phòng khách, Khả Hân, giờ cậu có thể vào rồi. Nghe vậy, Lý Khả Hân hít một hơi sâu, dẫn Vương Đằng vào văn phòng của giả mạc. Lúc này, anh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm nhìn họ. Lý tổng tìm tôi có việc gì? Lý Khả Hân vội vàng hạ thấp giọng, nói, Dạ thiếu gia, nghiêm trọng quá rồi, ngài cứ gọi tên tôi hoặc gọi Khả Hân là được. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Lý tổng không cần khiêm tốn. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Sau một thoáng do dự, Lý Khả Hân đi thẳng vào vấn đề, Dạ thiếu gia, ngài có thể đầu tư vào tập đoàn Lý thị của chúng tôi không?
tôi không cần nhiều, chỉ 10 tỷ thôi. Anh mỉm cười đáp, 10 tỷ quả thật không nhiều, nhưng cô có thể mang lại gì cho tôi? Lý Khả Hân vội vàng nói, tập đoàn Lý Thị sẽ chia cổ tức đều đặn hàng năm cho ngài. Anh lập tức giơ tay lên ngắt lời cô, Lý tổng cho rằng tôi sẵn sàng bỏ ra 10 tỷ đầu tư vào Lý Thị chỉ vì chút cổ tức đó sao? Nghe vậy, Lý Khả Hân cau mày hỏi, vậy Dạ tổng muốn gì? Ánh mắt anh không kiên rẻ, nhìn chằm chằm vào Lý Khả Hân, muốn đạt được thứ gì thì cũng phải bỏ ra thứ gì đó. Lý tổng là người thông minh, nguyên tắc đơn giản như thế chắc tôi không cần phải dạy cô, đúng không? Khả Hân lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, đàn ông mà, đều như nhau cả. Dạ Thiếu có vẻ nhắm vào cơ thể của cô, mặc dù trong lòng cô không muốn, 300 tỷ quả thật là một sự cám dỗ quá lớn. Sau một lúc suy nghĩ, cô nghiến răng nói, Dạ Thiếu gia, ý của ngài tôi hiểu rồi. Chỉ cần ngài đồng ý đầu tư, tôi sẽ khiến ngài hài lòng. Tôi hài lòng gật đầu, Lý tổng quả nhiên là người có tâm. Nói rồi, anh nhìn sang Vương Đằng đứng phía sau cô. Thưa anh, phiền anh ra ngoài một chút có được không? Nghe vậy, Vương Đằng lập tức lo lắng hỏi, anh định làm gì với Khả Hân? Anh cười nhạt, tất nhiên là có một cuộc trò chuyện chi tiết và sâu sắc với Lý tổng để hiểu rõ nhau hơn cho sự hợp tác, đúng không? Vương Đằng đâu phải kẻ ngốc, anh lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, liền nhìn về phía Lý Khả Hân. Khả Hân, chắc chắn hắn không có ý tốt đâu, cô không thể đồng ý với hắn được. Không ngờ Lý Khả Hân lạnh lùng nói, Vương Đằng, anh ra ngoài trước đi. Tôi và Dạ Thiếu gia có việc cần bàn, anh ở đây không tiện. Vương Đằng biết rõ ý định của anh nhưng không còn cách nào khác. Một bên tự nguyện, một bên sẵn sàng chịu đựng mà thôi. Vương Đằng nắm chặt nắm đấm, giận dữ rời khỏi văn phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Khả Hân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu cởi áo mình ra. Dạ Thiếu gia, ở đây không còn ai nữa. Ngài muốn làm gì thì cứ làm đi. Anh đợi đến khi cô chỉ còn lại đồ lót mới cười nhạt nói, Lý tổng đang làm gì vậy? Tôi chỉ muốn giữ cô lại để trò chuyện thôi. Sao cô lại nôn nóng muốn có gì đó xảy ra giữa chúng ta đến vậy? Nghe thế, Lý Khả Hân giật mình mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Ngài cố ý giữ tôi lại, chẳng phải là vì chuyện đó sao? Anh cười lạnh, xem ra Lý tổng đã hiểu lầm rồi. Với vị thế của tôi, muốn phụ nữ nào mà không có? Dù không nói tiếp, nhưng ý của anh chắc chắn cô đã hiểu. Trong mắt anh, Lý Khả Hân chỉ là loại phụ nữ dễ dãi, có thể có bất cứ lúc nào. Khi nghe thấy lời đó, Lý Khả Hân chỉ có thể thất vọng mặc lại quần áo. Vậy rốt cuộc Dạ Thiếu gia muốn tôi làm gì? Anh mỉm cười, chỉ tay về bộ trang phục nữ hầu trên bàn, nhìn thấy bộ quần áo đó chưa? Đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Lý Khả Hân thấy bộ quần áo, sắc mặt không khỏi tái đi, anh muốn tôi mặc cái thứ này sao? Không muốn à? Nếu vậy thì coi như tôi chưa nói gì, còn về việc đầu tư, hãy bỏ qua đi. Lý tổng, mượn về. Nghe lời từ chối của anh, Lý Khả Hân cắn răng, được. Tôi sẽ mặc, vì Lý gia, cô đành phải chấp nhận, mặc bộ trang phục nữ hầu ngay trước mặt anh. Dạ Thiếu gia, giờ ngài hài lòng chưa? Anh lắc đầu cười, rồi vẫy tay, giờ thì quỳ xuống, bỏ lại đây như một con chó. Lý Khả Hân nghiến răng đến nỗi như muốn vỡ ra, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống. Anh thản nhiên cười, Lý tổng, quả nhiên cô là một con chó rất biết nghe lời. Lúc này, Lý Khả Hân quỳ trước mặt anh, ánh mắt đầy tủi nhục, Dạ Thiếu gia, ngài còn điều gì cần chỉ bảo không? Anh không đáp, mà lấy ra một cây roi đã chuẩn bị sẵn từ ngăn kéo và tiến lại gần. Thấy thế, Lý Khả Hân cảm thấy không ổn, lắc đầu, không. Đừng mà, nhưng rồi cô không thể ngăn mình bật ra tiếng kêu xấu hổ. Anh hài lòng xoa cổ tay, rất tốt, Lý tổng đúng là người có bản lĩnh. Lúc này, Lý Khả Hân đã trở nên vô cảm, cô không bao giờ tưởng tượng được sẽ bị Dạ Thiếu gia làm nhục đến vậy, nhưng sau tất cả, điều cô muốn lúc này chỉ là nhận được phần thưởng của mình. Anh mỉm cười gật đầu, tất nhiên rồi, 10 tỷ đối với tôi chẳng đáng gì, tôi không đến mức thất hứa. Khi Lý Khả Hân bước ra khỏi văn phòng của anh, Vương Đằng đã đợi đến sốt ruột, vội vàng chạy tới hỏi, "Khả Hân, cô không sao chứ?" Lý Khả Hân cúi đầu lắc nhẹ, "Đừng lo, anh ta không làm gì tôi cả." Nhưng đôi tất bị rách của cô khiến Vương Đằng không khỏi có dự cảm không tốt. Lý Khả Hân đã ở trong phòng đó hơn nửa giờ, nhìn bộ dạng và tinh thần của cô hiện giờ, ai cũng có thể đoán được vừa rồi cô đã trải qua những gì. Anh nhớ lại những âm thanh khó nghe mà mình nghe thấy mơ hồ từ bên ngoài, tưởng là do mình tưởng tượng. Nhưng bây giờ, thấy Vương Đằng nhíu mày, Lý Khả Hân vội giải thích, chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh ta thật sự không làm gì tôi cả. Mãi đến lúc này, anh ta mới hiểu tại sao Dạ Thiếu gia lại khiến cô ấy phát ra những âm thanh đó, lại còn xé rách đôi tất của cô. Hóa ra, tất cả đã nằm trong dự tính của anh ta từ trước. Lúc này, Vương Đằng đã rơi vào cơn giận dữ, người phụ nữ của mình còn chưa kịp trải nghiệm, vậy mà người khác đã nắm tay trước, cảm giác bị đội nón xanh làm anh mất hết lý trí. Anh ta lao thẳng vào văn phòng của Dạ Thiếu gia, vung nắm đấm định đánh. Nhưng Dạ Thiếu gia vẫn đứng yên không hề tránh né, đợi đến khi Vương Đằng đến gần thì tung một cú đá bay anh ta ra ngoài. Dạ Thiếu gia mỉm cười nhìn anh ta, "Vương Thiếu gia, có phải cậu hiểu nhầm gì rồi không? Tôi thực sự không có chuyện gì với Lý tổng cả, và dù có chuyện gì giữa tôi và cô ấy đi nữa, thì nó có liên quan gì đến cậu chứ?" Vương Đằng nghiến răng, "Cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, sao lại không liên quan?" Nghe vậy, Dạ Thiếu gia quay sang nhìn Lý Khả Hân, "Thế nào, hai người đã kết hôn rồi sao? Hay từ lâu đã lén lút qua lại với nhau rồi?" Lý Khả Hân vội phủ nhận, "Sao có thể như vậy được? Mặc dù tôi thích Vương Đằng, nhưng tôi vẫn có giới hạn của mình. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn." Dạ Thiếu gia nhìn Vương Đằng, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, "Vương Thiếu gia, vừa rồi cậu cũng nghe thấy, Lý tổng nói cô ấy không liên quan gì đến cậu cả. Và dù hai người thực sự có quan hệ thì sao chứ? Tôi và Lý tổng là tự nguyện, điều đó chẳng liên quan gì đến cậu cả." Vương Đằng kinh ngạc, không nói nên lời. "Không thể nào, anh ta đang lừa tôi đúng không? Làm sao mà cô có thể tự nguyện chứ?" Lý Khả Hân lắc đầu, "Anh ta thật sự không ép buộc tôi. Tất cả đều là tôi tự nguyện." Nghe vậy, Vương Đằng ngây người, tức là nói rằng cô ấy thật sự đã ở bên anh ta. Khi nhận ra mình đã hiểu sai ý của Lý Khả Hân, cô đã tát vào mặt Vương Đằng, "Trong mắt cậu, tôi là người hạ cấp như vậy sao?" Vương Đằng cúi đầu che mặt, ánh mắt đầy thù hận, nhưng anh ta vội vàng giải thích, "Tôi không có ý đó." Nhưng Lý Khả Hân hoàn toàn không để tâm đến Vương Đằng, quay lưng bỏ đi. Trong lòng cô đã hoàn toàn thất vọng với anh ta,
Nghĩ đến việc mình lại phải ly hôn vì một kẻ như Vương Đằng, cô không khỏi thấy hối hận. Nhìn bóng lưng của Lý Khả Hân khuất dần trong hành lang, ánh mắt Vương Đằng hiện lên vẻ dữ tợn. Dạ Tiên, cậu dám ngủ với người phụ nữ của tôi, nếu hôm nay cậu không đầu tư vào công ty nước ngoài, tôi sẽ giết cậu. Nghe vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên, hóa ra cậu đến đây vì điều đó. Thực ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Vương Đằng quyết định không giả vờ nữa, đúng, tôi chính vì việc này mà đến. Cậu đã ngủ với người phụ nữ của tôi thì phải giúp tôi giải quyết rắc rối. Tôi khinh thường nhìn anh ta, nếu tôi nói không thể thì sao? Lúc đó tôi sẽ giết cậu. Vương Đằng tức giận lao về phía tôi chỉ cười khinh miệt, vẫy tay gọi vài vệ sĩ đến. Nhớ là đừng đánh nhẹ tay quát. Nghe xong, mấy vệ sĩ lực lưỡng tiến về phía Vương Đằng. Thấy vậy, anh ta ngẩn người, tức giận mắng, mày là thằng hèn hạ. Nếu có bản lĩnh thì đánh nhau một đối một. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, giờ này mà còn đánh nhau một đối một. Chưa dứt lời, vài vệ sĩ đã bắt đầu đấm đá Vương Đằng. Anh ta làm sao có thể là đối thủ của họ, không lâu sau đã bị đánh ngã. Vương Đằng ôm đầu, chịu đựng những cú đấm đá từ trên đầu xuống. Dạ Tiên, mày dám sỉ nhục tao như vậy, mày sẽ phải trả giá. Đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi nhanh chóng tiến tới trước mặt Vương Đằng, nắm tóc anh ta kéo đứng dậy. Xem này, đây mới thật sự là sự sỉ nhục. Nói xong, tôi kéo Vương Đằng vào nhà vệ sinh, rồi dùng chân đè mặt anh ta xuống bồn cầu. Một lúc sau, tôi lại đá Vương Đằng bay ra ngoài, rồi đi rửa tay. Quay lại nhìn vệ sĩ, tìm cho hắn một bác sĩ giỏi. Tôi sẽ thanh toán chi phí thuốc men, nhớ tìm bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Giang Hải cho hắn. Sau đó, tôi quay sang Vương Đằng, đột nhiên nói, Vương thiếu gia, nếu tôi không nhớ nhầm thì công ty của cậu ở nước ngoài sắp phá sản rồi phải không? Nghe vậy, Vương Đằng đang vật lộn bỗng dừng lại, trong lòng hoảng hốt, sao mày biết chuyện này? Chẳng phải cậu không nói với ai sao? Dạ Tiền sao lại biết được? Tôi cười lạnh, chỉ cần tôi muốn, không có chuyện gì có thể giấu được tôi. Vương Đằng hoảng loạn, vội vàng hỏi, mày còn biết gì nữa không? Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi biết cậu đã kết hôn từ lâu rồi đúng không? Lúc này, Vương Đằng đã toát mồ hôi đầy đầu, giây phút này, anh ta thật sự hoảng sợ. Nếu Dạ Tiền tiết lộ chuyện này với Lý Khả Hân, vậy thì anh ta coi như xong. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh ta, tôi càng thêm khinh thường, tỏ ra thờ ơ với chuyện của anh. Anh không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ nói xấu anh bên ngoài. Nghe thấy câu này, trong lòng Vương Đằng mới thật sự nhẹ nhõm. Nhưng anh ta cũng không ngốc, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Vì vậy, anh ta không khỏi nhíu mày và hỏi, nói đi, anh muốn gì? Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, tôi chỉ cần tiền mà thôi, và tôi thì không thiếu tiền. Tôi có hiểu những gì anh nói không? Nghe vậy, Vương Đằng lại sững sờ, ý anh là anh sẽ giúp tôi. Còn phải xem cậu thể hiện thế nào? Ánh mắt Vương Đằng lập tức sáng lên, anh ta vội vàng hỏi, anh muốn tôi làm gì? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu anh có thể khiến Lý Khả Hân tự đến cầu xin tôi có thể đầu tư vào dự án này. Nói xong, tôi đưa ra 5 ngón tay, Vương Đằng ngạc nhiên, 500 triệu, tôi lắc đầu, 500 triệu ở chỗ tôi chẳng thấm vào đâu cả. Tôi có thể đầu tư 5 tỷ, mắt Vương Đằng lập tức mở to như hai cái đồng xu, 5 tỷ. Anh điên rồi hay tôi điên rồi, mới mở miệng đã nói 5 tỷ, cái này không chỉ là ở thành phố Giang Hải đâu, mà nếu nhìn ra toàn quốc cũng là một khoản đầu tư lớn. Tôi thở dài, tin hay không là tùy cậu, nói rồi, tôi vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ kéo anh ta ra ngoài. Thấy cảnh tượng như vậy, bên cạnh, Tô Tình không nhịn được hỏi. Tổng giám đốc Dạ, thật sự anh định đầu tư nhiều tiền cho Vương Đằng như vậy sao? Nhìn người đẹp bên cạnh, tôi không khỏi bật cười lớn, cô nghĩ tôi ngốc sao? Chỉ là trêu chọc một con chó con thôi. Nghe vậy, Tô Tình bĩu môi, tổng giám đốc, anh thật là xấu xa. Điều này không phải là lừa gạt sao? Tôi lắc đầu, tôi không hề coi anh ta là người. Làm sao có thể là lừa gạt được chứ? Đến tận giữa trưa, Vương Đằng mới mơ màng trở về biệt thự của Lý Khả Hân. Thấy vẻ bề ngoài bề dạc của anh, Lý Khả Hân hoảng hốt, vội vàng tiến lại quan tâm, Vương Đằng, cậu làm sao vậy? Vương Đằng lúc này mới phản ứng lại, nhớ lại cảnh tượng sáng nay trong văn phòng của Dạ Tiền, anh không nhịn được mà nghiến răng, còn không phải do thằng khốn Dạ Tiền đó sao? Nó đã khiến một đám người đánh tôi một trận, hơn nữa, nó còn nhấn đầu tôi xuống bồn cầu, thật sự là nhục nhã. Khả Hân ngây người, không thể hiểu nổi hành động của Dạ Tiền. Họ chỉ gặp nhau có 2 lần ở sân bay và buổi đấu giá. Dù có chút hiểu lầm, nhưng cũng không đến nỗi phải báo thù như kẻ thù vậy. Vương Đằng nhìn Lý Khả Hân, lạnh lùng nói đi nói lại, chuyện này đều do cô. Lý Khả Hân trong lòng không hiểu, tại sao lại là tôi? Vương Đằng có vẻ hùng hổ, tất cả đều vì cô mà tôi phải nhiều lần đắc tội với hắn. Nếu không, sao hắn lại có thủ án lớn như vậy với tôi? Nghe thấy những lời này, Lý Khả Hân im lặng, nói đi nói lại, tất cả đều vì Dạ Tiền và Dạ Mặc có vẻ ngoài quá giống nhau. Việc Vương Đằng đắc tội với Dạ Tiền thực sự liên quan đến bản thân cô. Nhìn sắc mặt của Lý Khả Hân, Vương Đằng trong lòng vui mừng, vội vàng nói, lần này dù thế nào cũng phải giúp tôi. Lý Khả Hân giờ đây đã quy trách nhiệm lên bản thân, nghe người yêu nói vậy, cô lập tức gật đầu, được, cậu muốn tôi giúp thế nào? Vương Đằng trong lòng thỏa mãn, nói nhanh, cô có thể giúp tôi đi cầu xin Dạ Tiền không? Cầu xin hắn giúp tôi, hắn nói chỉ cần cô cầu xin hắn nhất định sẽ giúp tôi. Lý Khả Hân không thể tin nổi, nhìn Vương Đằng, cậu nói gì? Dạ Tiền bảo tôi đi cầu xin hắn, tại sao lại như vậy? Vương Đằng trong lòng cười lạnh, cô đã bị hắn chơi rồi, chắc chắn là sống rất tốt. Bị Dạ Tiền để mắt đến, chuẩn bị ngủ thường xuyên với hắn. Còn lý do nào khác nữa? Lý Khả Hân đọc ra điều gì đó từ biểu cảm của Vương Đằng. Cô biết lúc này Vương Đằng vẫn đang hiểu lầm, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng tôi thật sự không thể giúp tôi được. Cô nhớ lại khoảnh khắc nhục nhã ở văn phòng của Diệp Tiền. Cô thực sự không muốn quay lại đó nữa. Ban đầu, khi đã thấy chút hy vọng, nhưng khi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, sắc mặt của Vương Đằng lập tức trở nên khó coi. Khả Hân, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy. Tại sao cô lại không chịu giúp tôi? Cô thật sự muốn tự tay hủy hoại tôi sao? Lý Khả Hân có chút khó hiểu, tôi sao có thể tự tay hủy hoại cậu? Vương Đằng biết rằng đây là lúc mình phải tung ra đòn quyết định, nên lập tức cúi đầu khó khăn nói, đến giờ tôi cũng không muốn giấu cô nữa. Thực ra, công ty của tôi ở nước ngoài đang gặp chút vấn đề.
Tôi cần một ít tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nghe đến đây, Lý Khả Hân cảm thấy như có một thứ gì đó bị chặn lại trong lòng, cảm giác rất khó chịu. Nhưng cô vẫn hỏi, cần bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cậu mượn mà. Phương Đằng lắc đầu, cô có thể cho tôi mượn bao nhiêu? Hiện tại tôi cần 5 tỷ, cậu có điên không? Toàn bộ tài sản của tập đoàn Lý còn không đến 10 tỷ. Cậu yêu cầu 5 tỷ, mà thật sự tôi không có. Dù có cũng không thể làm lung lay nền tảng của tập đoàn Lý để giúp cậu được. Phương Đằng đột nhiên tiến lên nắm lấy tay Lý Khả Hân, Khả Hân, xin cô giúp tôi với. Cô không yêu tôi sao? Bây giờ là thời điểm chứng minh tình yêu của cô đó. Lý Khả Hân vẻ mặt đầy bất lực, tôi yêu cậu, nhưng tôi lấy đâu ra 5 tỷ cho cậu? Không có thì làm sao có thể? Diệp Tiền có đó, anh ấy nói chỉ cần cô cầu xin anh ấy thì anh ấy có thể đầu tư 5 tỷ cho tôi. Chỉ cần cô cúi đầu một cái là được, tôi có thể dễ dàng lấy được 5 tỷ, vậy cô không thể giúp tôi sao? Lý Khả Hân khổ sở cười, Phương Đằng, tôi có phải ngốc không? Đây là một điều vô lý, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể chi tiêu như vậy. Anh ấy đang lừa cậu đó, dù tôi có cầu xin anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không đầu tư cho cậu đâu. Phương Đằng trở nên hoảng hốt, anh quỳ xuống trước mặt Lý Khả Hân, Khả Hân, coi như tôi cầu xin cô. Cô hãy xem như vì danh dự của tôi mà giúp tôi thêm một lần nữa. Cô có thể cầu xin anh ấy giúp tôi một lần nữa được không? Dù gì thì cô cũng đã ngủ với anh ấy một lần rồi, ngủ thêm một lần nữa có sao đâu. Anh ấy cũng sẽ không để tâm. Lý Khả Hân tức giận, một cái tát rơi xuống mặt Phương Đằng, cậu lại bảo tôi đi ngủ với người khác sao? Cô gần như không dám tin vào tai mình, nhưng đó là tình đầu của cô. Dù Phương Đằng từng bỏ rơi cô vẫn chọn tha thứ cho anh. Cô không thể ngờ rằng Phương Đằng bây giờ lại vì lợi ích của mình mà muốn cô đi ngủ với người đàn ông khác. Giây phút này, Lý Khả Hân cảm thấy thế giới tinh thần của mình sụp đổ. Phương Đằng che mặt, nhìn Lý Khả Hân với vẻ khinh bỉ, cô không phải đã ngủ với anh ta rồi sao? Ngủ thêm lần nữa thì có gì đáng ngại, cô đâu có mất mát gì, tôi đã nói rồi, tôi không để tâm, im miệng, Lý Khả Hân tức giận đến run rẩy, tôi đã giải thích với cậu rồi. Tôi và anh ấy thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Phương Đằng làm sao có thể tin được, khi trong văn phòng có tiếng kêu phát ra và chiếc tất Khả Hân cũng đã rách. Nói gì thì anh cũng không tin, nghĩ đến đây, anh khinh thường cười, chỉ vừa nãy, cô đã kêu trong văn phòng của anh ấy một cách hưng phấn như vậy, cô không tự hiểu sao? Trước mắt Lý Khả Hân tối sầm lại, suýt nữa thì ngất xỉu. Cô vịn vào sofa để đứng vững, thất vọng nhìn Phương Đằng, trong mắt anh, tôi là người không có giới hạn đến mức nào sao? Phương Đằng cúi đầu, nghiêm túc nói, Khả Hân, thực ra tôi không nghĩ rằng việc cô ngủ với anh ấy là điều gì xấu. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, cho dù cô ngủ với anh ấy bao nhiêu lần cũng không quan trọng với tôi. Lý Khả Hân chỉ mỉm cười, nhưng nước mắt trong khóe mắt của Lý Khả Hân đang lăn tròn. Mình thật ngốc, đã mù quáng như vậy từ đầu, thậm chí lại vì người như vậy mà ly hôn với Giả Mạc. Tôi không thể giúp cậu, cậu muốn tìm ai thì tìm đi. Phương Đằng không thể tin nổi, ý cô là sao? Cô thật sự không cứu tôi sao? Cô nói cô yêu tôi, đây là tình yêu của cô sao? Ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể đáp ứng được cho tôi. Lý Khả Hân tức giận, đúng vậy, tôi chính là muốn thấy chết mà không cứu. Cậu muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ đi, cút đi. Phương Đằng cũng tức giận, không giả vờ nữa, chỉ tay vào Lý Khả Hân mắng, cô thật hèn hạ. Giả vờ làm người đoan chính cái gì? Cô chẳng phải đã ngủ với anh ta rồi sao? Cô chỉ là một người phụ nữ hèn hạ, sống bằng cách bán rẻ thân xác để có được đầu tư thôi. Thật sự là tôi đã mù quáng. Nghe vậy, Lý Khả Hân không thể kìm nén được cơn giận dữ, Phương Đằng, cút đi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi không muốn thấy cái mặt ghê tởm của cậu nữa. Phương Đằng không chịu nổi, quay đầu lại còn phải nhục mạ cô. Trên đời này sao lại có loại người như thế này? Lý Khả Hân đuổi Phương Đằng ra ngoài, cùng với hành lý của anh ta cũng bị ném ra theo. Ngay khi rời khỏi biệt thự, Phương Đằng bỗng dưng hối hận. Bây giờ chỉ có Lý Khả Hân mới có thể giúp anh. Nếu thực sự gây chuyện với cô ấy, mình sẽ thật sự tiêu đời. Nghĩ đến đây, anh lập tức lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Lý Khả Hân. Khả Hân, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy với cô, tôi quá vội vàng, nhưng tôi thực sự yêu cô. Thực ra tôi sợ rằng bố mẹ cô không thích tôi muốn tạo dựng sự nghiệp rồi mới quay lại tìm cô. Chính vì vậy mà tôi đã liều lĩnh vay rất nhiều tiền từ công ty cho vay. Nếu không trả được, họ sẽ giết tôi. Khi nhận được tin nhắn của Vương Đằng, tâm trí của Lý Khả Hân lại quay cuồng. Thì ra tất cả những chuyện này đều vì mình mà Vương Đằng lại trở thành như thế này. Nhớ lại những khoảnh khắc trước đây khi ở bên Vương Đằng, trái tim Lý Khả Hân mềm lòng. Cô nhanh chóng trả lời, anh yêu, không phải là tôi không giúp anh, mà là chuyện này không đơn giản như anh nghĩ. Khi thấy tin nhắn của Lý Khả Hân, lòng Vương Đằng nhẹ nhõm. Anh đáp lại một cách không mấy mặn mà, nếu như em thấy khó xử thì đừng giúp tôi nữa. Đây vốn là chuyện của tôi, không liên quan đến em. Tôi không nên kéo cô vào chuyện này, nếu thực sự không được thì cứ để họ tìm tôi cũng được. Nói chung là vì em, tôi không hối hận. Lý Khả Hân trong lòng cũng cảm thấy không nỡ. Phương Đằng, anh yên tâm, tôi cũng không nói là không giúp anh. Như vậy đi, anh cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ thành công. Lúc này, trong lòng Phương Đằng cảm thấy rất tự mãn. Chiêu này lùi một bước để tiến hai bước quả thật rất hiệu quả. Không sao cả, anh tiếp tục nhắn lại, chỉ cần em có tâm ý là đủ rồi, dù có không giúp được cũng không sao, có lẽ đây chính là số phận của tôi. Nghe đến đây, Lý Khả Hân cảm thấy nhói lòng. Cô vội vàng nói, anh đừng nói như vậy, tôi từ trước đến nay không tin vào số phận. Yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh, nếu thực sự không được, tôi sẽ nghĩ thêm cách khác. Khả Hân, thật tốt, có được em là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cảm ơn em. Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng này, trên mặt Phương Đằng lại nở nụ cười. Rồi anh quay người hướng về phía quán bar đi vào. Lúc này, Lý Khả Hân có chút khó xử, dù thế nào, cô cũng phải liên lạc với Diệp Tiền trước đã. Nhưng cô không có số điện thoại của Diệp Tiền, vì vậy, cô chỉ còn cách gọi cho cô bạn thân là Tô Tiểu. Tiểu Tiểu, mình muốn mời tổng giám đốc Diệp ăn một bữa cơm, cậu có thể giúp mình nói một tiếng không? Nhận được tin nhắn từ cô bạn thân, Tô Tiểu cảm thấy hơi bất lực. Tổng giám đốc Diệp từ trước đến nay không ăn cơm với người ngoài, nhưng mình có thể hỏi thử,
Gửi xong tin nhắn, Tô Tiểu đến văn phòng của tôi và nói về nội dung tin nhắn mà Lý Khả Hân vừa gửi. Tô Tiểu tưởng rằng tôi sẽ không quan tâm, nhưng không ngờ tôi lại đồng ý một cách nhanh chóng. Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể đang hỏi tại sao. Cô không cần nhìn mình bằng ánh mắt đó, có người mời ăn cơm, tôi đồng ý là điều rất bình thường mà. Nhưng trước đây những người khác mời anh ăn cơm, anh đều không đồng ý, tại sao Lý Khả Hân mời anh ăn cơm thì anh lại đồng ý? Tô Tiểu hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng, tôi mỉm cười gật đầu. Tôi tự có kế hoạch của mình, cô chỉ cần nói cho cô ấy thời gian và địa điểm ăn cơm. Châu Khiết gật đầu, tôi biết rồi, vậy tôi sẽ đi thông báo cho Lý Khả Hân ngay bây giờ. Dù lý do là gì, việc sếp đồng ý với yêu cầu mời ăn của Lý Khả Hân cũng là một tin tốt cho cô ấy. Cô cũng coi như đã có thể báo cáo với bạn thân. Ngay khi anh định rời khỏi văn phòng, anh đã cười xấu xa nói, đúng rồi, đến lúc đó nhớ gọi cả Nghiêm Tuyết nhé. Tô Tiểu dù không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, nhưng vẫn gật đầu và bước ra khỏi văn phòng. Khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để bữa ăn này trở nên thú vị hơn, điện thoại bỗng rung lên. Nhìn thấy số điện thoại của Lý Mạn, tôi nghi hoặc ấn nút nhận cuộc gọi. Có chuyện gì vậy? Giọng Lý Mạn từ đầu dây bên kia truyền đến một cách gấp gáp. Anh rể, anh mau đến cứu em đi, có người muốn.